Xin chào tất cả các bạn. Thì chị vừa dạy một lớp yoga vừa xong. Đấy, thì cũng có một số chị em chúng ta hỏi Diễm về cái tình trạng đau ở khớp gối. Thì ngày hôm nay này, Diễm sẽ trả lời một số câu hỏi thôi. Chắc chắn là không hết rồi. Của những anh chị em nào mà chúng ta xem và theo dõi kênh YouTube của Diễm, bài tập yoga khớp gối bài số 1. Được chưa? Bài số 1 này thì có rất là nhiều câu hỏi của nhiều anh chị em, Diễm nói tay thật sự là không hết. Nên là sẽ làm ra một cái video như thế này. Và đây cũng chính là cái kinh nghiệm để những anh chị em nào chúng ta đang gặp phải cái trường hợp, tức là đang bị bệnh đau, viêm ở khớp gối, thì mình nên xem và theo dõi để chúng ta lấy được cái kinh nghiệm cho bản thân của mình, áp dụng cho bản thân của mình để chúng ta tập luyện sao mà nó có hiệu quả nhất có thể nhá. Rồi thì câu hỏi đầu tiên, Diễm thấy là có một chị hỏi như thế này: tập bao lâu thì đỡ bạn ơi? Vâng, câu này chắc nhiều người quan tâm lắm, nhưng mà thật ra là như thế này: khi mà chúng ta tập luyện á, nếu như mà Diễm trả lời là tập bao nhiêu thì sẽ đỡ cho một bạn nào đó Diễm chưa từng biết và cũng chưa biết là bạn có bệnh như thế nào. Thứ nhất là phải căn cứ vào cơ thể của chính bạn. Cơ thể của bạn, thứ nhất là bạn bị đau khớp gối có mức độ như thế nào rồi. Nhiều người đau không đi được, thế thì bạn đau như thế nào, cái cấp độ của bạn như thế nào thì Diễm hoàn toàn không biết điều đó. Do đó cái việc luyện tập của chúng ta nó phải tùy theo cái tình trạng sức khỏe của mình hiện tại này, được chưa nào? Rồi cái khả năng và cái mức độ tiếp thu cái bài tập của Diễm, tập bài tập của Diễm như thế nào, bạn phải tức là cái khả năng mà bạn tập theo cái bài tập của Diễm như thế nào, bằng cái tập bạn có hoàn thành nó ok không đó, thì hoàn toàn hai cái này là Diễm không biết. Thế thì bạn này hỏi là tập bao lâu thì đỡ bạn ơi. Thứ nhất là phải theo cơ thể của mình, các cơ thể của các bạn tới đâu các bạn làm tới đó, thì các bạn sẽ cảm nhận mỗi ngày như thế, các bạn sẽ cảm nhận được đó, cơ thể của mình nó khỏe lên mỗi ngày, đó chính là cái mức độ đỡ của các bạn. Không thể nào mà Diễm có thể mà đưa ra một con số nào mà chính xác về số ngày các bạn khỏi bệnh được nhá. Bạn này là bạn Lê Huyền Thị gì đấy, thì Diễm cũng có trả lời rồi. Rồi cái thứ hai này, cái bạn thứ hai, cô bị đau khớp, làm sao gập chân được, cố gắng ép vào có được không vậy? Chắc chắn là không. Khi mà chúng ta đang bị khớp ấy, đây Diễm ví dụ một bài tập, chắc là cô nói bài tập này, đang hai tay bài vào nhau này và kéo chân lên, đúng rồi. Cái bài tập này là cái bài tập mà nó gia tăng cái độ linh hoạt khớp. Tuy nhiên ấy, thì cái bài tập này nếu như chúng ta tập không đúng ấy, thì nó cũng sẽ rất là ảnh hưởng đến cái phần khớp gối của mình. Đấy, cái khả năng chúng ta đưa chân lên tới đây mà chúng ta cảm thấy là cái chân của mình nó căng và nó đau ở sau này, cơ gân kheo phía sau này. Bởi vì cơ gân kheo phía sau các bạn chưa giãn ra thì các bạn kéo lên nó sẽ căng và nó không có thẳng như Diễm được. Đó, thì ở đây cái việc mà các bạn cần làm, chúng ta vẫn như thế này, vẫn kéo lên nhưng mà chúng ta không ép, chúng ta cảm thấy đau mình dừng lại ở đó, được chưa nào? Đấy, thì các bạn cảm thấy đau ở đây các bạn dừng lại ở đây, có nhiều bạn cảm thấy đau ở đây dừng lại ở đây, các bạn nào mà chúng ta kéo thẳng được thì chúng ta kéo thẳng được, vẫn có một số người chúng ta kéo thẳng được chân đấy, được chưa nào? Đó, bởi vì mỗi cơ địa của mỗi người nó đều khác nhau hết, chúng ta tập chúng ta phải lắng nghe cơ thể của mình. Đấy, chúng ta phải làm theo cơ thể của mình nhá. Rồi, câu số 3 ha. Cô ơi, chị bị đau lắm khi ngồi bán hoa sen. Tức là ngồi như Diễm này, là ngồi tư thế bán hoa sen á. Đúng rồi. Chị tập bài của em giờ cũng ngồi được rồi, nhưng mỗi lần từ bán hoa sen rồi duỗi thẳng chân ra phải mất mấy phút mới duỗi ra được. Chị có nên ngồi bán hoa sen mỗi khi tập nữa không? Ngồi bán hoa sen là ngồi kiểu như Diễm đang ngồi nè, người ta gọi là nửa hoa sen đấy. Còn tư thế
Mà tư thế hoa sen thì đây, tư thế hoa sen là tư thế cực kỳ khó đối với những người chúng ta bị đau khớp gối. Thì khi mà chúng ta tập luyện á, chúng ta cảm thấy là mình ngồi bán hoa sen nó không được, hoặc là chúng ta ngồi nó hơi đau, thì chúng ta có thể ngồi xếp bằng hai chân như thế này. Ngồi như thế này nó sẽ dễ chịu hơn là chúng ta ngồi ở tư thế mà nửa hoa sen, được chưa nào? Tức là bán như hoa sen như bạn nói đó, ý của bạn như thế. Đó, thì khi mà chúng ta ngồi xếp bằng bán hoa sen không được thì sẽ ngồi tư thế xếp bằng hai chân như thế này. Làm sao mà cho cơ thể của mình nó dễ chịu và thoải mái nhất là được, không cần phải tuân theo, được chưa? Không cần phải tuân theo cái cách ngồi như thế này, được chưa nào? Đấy, đó là câu hỏi của bạn, câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ tư đây. Cô ơi, chị bị đau đầu gối hàng ngày, chị chỉ tập về trị liệu đau khớp gối có được không, hay phải tập những bài khác nữa, cô tư vấn giúp chị nhé. Rồi, khi mà chúng ta bị đau khớp gối, nếu như bị đau mà rất nặng, gọi là các bạn đau mà cảm thấy là khớp gối mình nó kêu cạch cạch rụt rụt nè, rồi thì chúng ta đi đứng cảm thấy là nó rất là khó khăn đó, thì chỉ tập chuyên về khớp gối và những cái bài tập vận động chân tay nhẹ nhàng, được chưa nào? Nếu như mà tập cho cơ thể trên của mình thì nên lựa chọn những bài tập yoga nhẹ nhàng, đại diện là bài tập yoga cơ bản cho những người mới bắt đầu, của chị mới ra mắt, được chưa? Nếu như có thể tập những bài khác, nhưng mà bạn tập được những bài khác, tuy nhiên thì phải là những bài tập hết sức nhẹ nhàng và không có tập những cái động tác nào mà nó đè, nó chằn ép lên cái phần khớp gối quá mức, được chưa nào? Thì chúng ta vẫn có thể lựa chọn các bài tập khác và mình tập. Thì trong cái phần bài tập mà đau khớp gối đó, chúng ta tập luyện nhưng mà chúng ta phải kết hợp ăn uống nữa ha, thì nó mới hiệu quả được. Còn các bạn chỉ tập luyện mà ăn uống một cách sơ sài thì sẽ không có tác dụng ha. Rồi, tiếp theo câu hỏi thứ năm này. Cháu ơi, cho cô hỏi bài tập này, động tác ôm chân đưa lên cao. Cô tập động tác này nó đau từ sâu chân đến mông, giống như nó căng gân hay căng cơ gì đó. Cô không làm được. Vậy thì thực hiện có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không? Bài tập kéo căng chân giống như bài tập Diễm nói vừa rồi đó. Tuy nhiên thì bài tập này cô ý cô nói là bài tập nằm đấy. Đấy, bài tập nằm này, nhưng mà sẽ nắm lấy chân và kéo lên như thế này. Thì thực ra là giống như cái bài tập lúc hồi nãy mà Diễm nói là bài tập ngồi và kéo chân đó, thì hai động tác này nó hoàn toàn là giống nhau. Tuy nhiên á, khi mà chúng ta kéo chân lên đó, đối với nằm này, các bạn kéo chân mà cảm lúc nào cũng phải nghe, phải hướng cơ thể của mình, để phải cảm nhận cơ thể của bạn tới đâu, bạn cảm nhận tới đó. Chúng ta đưa lên không được thì mình có thể là giữ chân ở đây thôi, chúng ta không cố mà cố kéo chân, bởi vì cái động tác này là cái động tác mà nó giúp kéo cơ gân kheo phía sau chân của mình này. Đó, nó giúp kéo chân. Do đó thì những bài tập này cho người đau khớp gối á, chúng ta tập được đấy, nhưng mà chúng ta phải có mức độ thôi, vừa phải, làm theo cái cơ thể của mình nhá. Đấy, thì vẫn đưa lên như thế này. Còn nếu những chị em nào chúng ta đưa lên thẳng được thì mình mới đưa lên thẳng, được chưa nào? Đó thì nó cũng giống như bài tập ngồi lúc hồi nãy thôi, nhưng mà tuy nhiên là nó nằm thì nó khác nhau ở chỗ đó. Thì chúng ta tập thì chúng ta phải không có ép cơ nhá, hoàn toàn không ép cơ, bởi vì các bạn bị đau khớp gối là những khi mà chúng ta lựa chọn bài tập, nó sẽ có hai nguyên tắc. Một đó là không có chọn những cái bài tập mà nó đè lên cái phần khớp gối quá mức. Cái thứ hai là chúng ta không tập những cái động tác nào mà nó kéo trên cơ một cách quá mức. Bình thường thì những cái động tác như vậy nó gia tăng được cái độ linh hoạt của khớp gối của mình đấy. Tuy nhiên thì chúng ta tập quá thì nó không nên ha. Do đó thì không nên tập quá mức, để cho nào. Câu hỏi tiếp theo. Cô Diễm cho chị hỏi, khi đau khớp gối nhiều như là khớp gối của chị nhức suốt ngày còn bị viêm đa khớp nữa, thì tập bài tập của em được không? Chị cảm ơn. Viêm đa khớp tức là đau khớp gối như thế này mà còn bị viêm đa khớp nữa,
thì có tập bài này được không? Thì khớp gối cũng là một khớp trong cái bài tập viêm đa khớp. Viêm đa khớp là viêm nhiều khớp kể cả khớp gối. Thì bài tập này là bài tập giúp gia tăng độ linh hoạt của khớp này, giúp khớp của mình sẽ khỏe hơn, giảm đau nhất ở khớp gối. Thì bài tập này chị bị viêm đa khớp chị vẫn có thể tập được và tập rất tốt nữa nha, nữa nhá. Đấy, đó là câu hỏi của bạn đó, bạn Hiếu Nguyễn. Rồi thì như thế này cả nhà, bài tập cho người bị đau khớp gối, trong quá trình chúng ta luyện tập ấy thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải lắng nghe, phải hiểu cơ thể của mình, mình phải hiểu cơ thể của mình. Không một ai mà mới bắt đầu vào bài tập mà chúng ta đặt tập được liền cả. Bởi vậy nên những người, những chị em nào chúng ta mới bắt đầu vào tập bài tập số 1 cái gì mà cảm thấy đau và có nhức mỏi gì đó, đó là chuyện hết sức bình thường, hết sức bình thường nhá. Bởi vì khi mà các bạn, một người như các bạn ơi, ví dụ như các bạn không bao giờ tập luyện hết thì khi bắt đầu vào quá trình tập luyện ấy, các bạn sẽ cảm thấy đau nè, mỏi cơ nè, hoặc là cảm thấy người ê ẩm, đó là một chuyện hết sức bình thường. Nếu như các bạn tập mà các bạn không thấy đau á thì đó là mới là một chuyện bất bình thường, được chưa nào? Nên là tập luyện mà đau là hết sức bình thường, nhưng mà cơn đau của các bạn nó sẽ kéo dài trong khoảng tầm 7 đến 10 ngày là hết thôi, chúng ta vẫn duy trì mức độ luyện tập nhá. Rồi thì đối với những người mà bị đau khớp gối thì Diễm khuyên rằng chúng ta nên bổ sung hai loại canxi và glucosamine. Thì đây là hai cái loại mà nó sẽ giúp cho chúng ta cải thiện được cái tình trạng mà thiếu nhuận nhớt này và cung cấp canxi cho xương chắc khỏe nhá. Đấy thì bài tập này Diễm tạm đặt là bài tập số 1 đi, chắc chắn là sẽ có bài số 2 và bài số 3 gì đó thì Diễm chưa biết nữa. Hy vọng rằng những câu hỏi Diễm trả lời vừa rồi nó sẽ giúp tất cả các bạn có nhiều kinh nghiệm hơn trong quá trình chúng ta tập luyện ra. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những bài tập tiếp theo của Diễm ha. Bye bye.